Lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2021, giải thưởng thường niên dành cho các nền tảng số, sản phẩm phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin nổi bật Việt Nam đã diễn ra vào sáng nay ở Hà Nội. 180 nền tảng dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin xuất sắc đã nhận được giải thưởng. Giải thưởng Sao Khuê tập trung phần lớn vào các ngành kinh tế trọng điểm ưu tiên chuyển đổi số theo chương trình chuyển đổi số quốc gia như là chính phủ điện tử, tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế. Điểm nhấn là hạng mục mới là nền tảng chuyển đổi số với 25 nền tảng được lựa chọn trao tặng giải thưởng. Hai trong số đó được vinh danh trong top 10 Sao Khuê. Các doanh nghiệp tập trung vào việc xây dựng các nền tảng công nghệ lớn, sáng tạo các sản phẩm giải pháp dịch vụ tích hợp. Đây là tiền đề để hình thành các hệ sinh thái số cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Các sản phẩm dịch vụ tham gia bình chọn năm nay có sự tăng trưởng và có nhiều đổi mới sáng tạo trong đầu tư phát triển sản phẩm, ứng dụng xu hướng công nghệ mới. Riêng doanh số của top 10 Sao Khuê đã là trên 2.100 tỷ đồng. Đây là điểm sáng có tác động lan tỏa, góp phần vào tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam chúng ta.